Ngày thơ
đạo Tân Kiều, quý cô bà và anh chị em, đặc biệt là gia đình thân hữu của hai bạn anh Remy Ngọc Yê và chị Teresa Đoàn Thị Nguyễn. Giờ đây cộng đoàn chúng ta cùng hiện diện trong ngôi thánh đường thân yêu của giáo xứ để chung lời tạ ơn cùng với anh chị, tạ ơn Thiên Chúa, tạ ơn cha mẹ và những người thân yêu trong hành trình làm người. Và hôm nay chính cha mẹ và những người thân yêu cùng bà con lối xóm lại hiện diện trong ngôi thánh đường để chứng kiến anh chị, anh Remy Ngọc Yê và chị Teresa Đoàn Thị Nguyễn qua một thời gian tìm hiểu, yêu nhau và vượt qua rất nhiều những khó khăn và cả những chặng đường rất xa, bởi vì chú rể hôm nay là quốc tịch người Pháp. Điều đó cho thấy một tình yêu rất lớn lao mà anh chị dành cho nhau, và hôm nay hai anh chị quyết định cầm tay nhau tiến lên trước mặt Chúa, trước mặt giáo hội để thề hứa trở thành vợ chồng. Chúng ta cùng cầu xin Chúa đưa được phúc lành của Ngài xuống trên cho gia đình mới hôm nay. Xin cho anh chị luôn luôn biết noi gương Chúa để sống một đời sống khiêm nhường, yêu thương và lan tỏa tình thương của Chúa cho mọi người. Với tất cả ước nguyện ấy, giờ đây chúng ta cũng sẵn sàng bước vào thánh lễ. Vinh danh Thiên Chúa trên tam tầng số ngày sống như được nhân đôi, vợ đảm đang làm vui lòng.
lòng chồng, năm tháng đời ông trôi qua trong bình an. Vợ hiền là vận may ban cho người biết kính sợ Chúa, cho người chồng hay làm việc nghĩa. Dù giàu hay nghèo, lòng ông vẫn quan quái, nét mặt ông luôn hớn hở. Duyên dáng của người vợ biết trang điểm làm chồng vui vẻ, tài quán xuyến của nàng cho ông no đủ. Vợ thông minh và ít nói là quà tặng của Chúa, không gì sánh bằng người có giáo dục. Vợ thánh thiện và đoan trang là ân huệ tuyệt vời, người thiết hạnh thật là vô giá. Mặt trời mọc trên núi của Chúa soi sáng thế gian thế nào, vẻ đẹp của vợ hiền cũng tô điểm ngôi nhà của nàng như vậy. Đó là lời Chúa. Bài trích thư Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Roma. Anh em thân mến, bổn phận của chúng ta không phải là làm hài lòng mình. Mỗi người chúng ta hãy làm hài lòng người thân cận trong sự tốt lành để xây dựng. Vì Đức Kitô đã không tìm làm hài lòng chính mình, xin Thiên Chúa là nguồn kiên nhẫn và an ủi, ban cho anh em được đồng tâm nhất trí với nhau theo gương Đức Kitô Giêsu, để anh em một lòng đồng thanh mà tôn vinh Thiên Chúa là Cha của Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta. Vì thế, anh em hãy đón tiếp nhau như Đức Kitô đã đón tiếp anh em, để làm vinh danh Thiên Chúa. Xin Thiên Chúa là nguồn hy vọng ban cho anh em tràn chứa niềm vui và bình an trong lòng tin, để anh em tràn đầy hy vọng nhờ quyền năng của Chúa Thánh Thần. Đó là lời Chúa. Đây là huấn lệnh của Thầy, các con hãy yêu mến nhau như Thầy đã yêu mến các con.
Không ai có tình yêu nào lớn hơn tình yêu của người thí mạng sống vì bạn hữu mình. Các con là bạn hữu của Thầy, nếu các con thi hành những điều Thầy truyền, Thầy không còn gọi các con là tôi tớ, vì tôi tớ không biết việc chủ làm, Thầy gọi các con là bạn hữu, vì tất cả những gì Thầy đã nghe biết nơi cha Thầy, thì Thầy đã cho các con biết. Không phải các con đã chọn Thầy, nhưng chính Thầy đã chọn các con, và đã cắt đặt để các con đi và mang lại hoa trái, và để hoa trái các con tồn tại, để những gì các con xin cha nhân danh Thầy, Người sẽ ban cho các con. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, lời khen Chúa. Như sau, có một cô gái ở miền Nam lấy một anh người miền Bắc. Khẩu vị ăn của hai người rất khác nhau. Cô gái thì ăn thanh đạm, còn anh chồng thì ngược lại, không có ớt là không thể ăn cơm được. Cô gái thường đi đến nhà bố mẹ đẻ để ăn cơm. Một hôm, bố cô gái nấu thức ăn hơi mặn, nhưng mẹ cô không nói gì, chỉ mang ra một cốc nước, và khi gắp thức ăn, bà đã nhúng thức ăn vào cốc nước, sau đó mới đưa lên miệng. Bỗng nhiên thông qua hành động của người mẹ, cô gái đã hiểu ra được một điều gì đó. Hôm sau, cô gái ở nhà nấu cơm và làm thức ăn mà chồng cô ưa thích. Đương nhiên, mỗi loại thức ăn cô đều cho ớt. Chỉ khác biệt là trên bàn ăn có để sẵn một cốc nước, và mỗi khi gấp thức ăn, cô cũng làm như mẹ mình đã làm, đó là nhúng thức ăn vào cốc nước trước khi đưa lên miệng. Cô ăn rất ngon miệng, khiến anh chồng đã rưng rưng nước mắt. Sau đó anh chồng cũng tranh nấu cơm, nhưng trong thức ăn không còn nhìn thấy ớt nữa, chỉ khác là trên bàn ăn có thêm một đĩa ớt. Không có tình yêu nào được mua bằng sự dễ dãi, mà phải được mua bằng sự hy sinh. Hy sinh càng nhiều thì tình yêu càng bền chặt. Người vợ yêu thương chồng một cách chân thành thì sẽ dễ dàng hy sinh hạnh phúc của mình cho chồng. Nhưng người ta thường nói, đàn ông hy sinh cho phụ nữ để tạo dựng thành công cho chính mình. Người phụ nữ hy sinh chính mình để tạo dựng thành công cho người đàn ông. Chúng ta biết hy sinh luôn mang theo hai nghĩa. Nghĩa thứ nhất đó là mất, và nghĩa thứ hai đó là chịu thiệt. Mất mát về quyền lợi, mất mát về vật chất, mất mát về tinh thần, hoặc mất mát một bộ phận nào đó trên cơ thể để đạt được mục tiêu cao cả, hoặc một lý tưởng tốt đẹp cho người mình yêu. Hy sinh trong tình yêu luôn hàm chứa sự đau khổ, mất mát, thiệt thòi. Tình yêu trong hôn nhân đòi hỏi hai bạn phải hy sinh hết mình cho nhau, vì người bạn đời và vì hạnh phúc gia đình. Đó là cách chứng minh tình yêu một cách cụ thể nhất. Như Thánh Nữ Teresa Hải Đồng Giê-xu đã nói như sau: yêu là hy sinh, chưa hy sinh thì chưa phải gọi là tình yêu. Hy sinh cũng là điều kiện để bảo tồn và gia tăng sự hiệp nhất, hiệp thông trong gia đình. Như khẳng định sau đây, chỉ có một tinh thần cao cả mới giúp được hạnh phúc trong gia đình. Thực vậy, hy sinh này đòi hỏi mỗi người phải biết quảng đại, mở lòng mình ra để thông cảm, để bao dung, để tha thứ, để hòa giải với nhau. Người ta thường ví von như sau: hoa hồng nào mà chẳng có gai, cuộc tình nào mà chẳng có nước mắt và đau khổ. Hôn nhân đích thực không phải là thiên đàng của những mộng mơ, mà trái lại, đó là một trường đào tạo nên những cuộc chiến đấu gam go,
và trong trường đào tạo ấy, vợ chồng chính là những anh hùng. Như có người từng nói sau đây, hôn nhân không phải là vườn hồng, nhưng nó là một bãi chiến trường. Thực vậy, khi bước vào đời sống hôn nhân và gia đình, chúng ta phải chấp nhận đi vào con đường khổ giá, con đường mà Chúa Giêsu đã mời gọi các môn đệ và mời gọi mỗi người chúng ta. Tác giả Qua Hát đã từng chia sẻ như sau: ngày thành hôn mà hai người nam nữ cùng nắm tay nhau tiến bước trên một con đường hẹp, con đường ấy được trải đầy những đau khổ thập giá mà họ sẽ phải vác lấy từng ngày. Như vậy chúng ta phải chiến đấu, phải nỗ lực và nhất là phải sống theo lời Chúa dạy. Như trong bài tin mừng mà chúng ta vừa nghe, không có tình yêu nào cao cả hơn cho bằng tình yêu của người đã hy sinh tính mạng vì bằng hữu của mình. Và công y và chị Teresa Đoàn Thị Uyên thân mến, anh chị cùng nhau đến nhà thờ để ý muốn kết hôn của anh chị được Chúa củng cố bằng một dấu ấn linh thánh trước mặt thừa tác viên của hội thánh và cộng đoàn. Đức Kitô giang rộng tay ban phúc lành cho tình yêu phu phụ của các con và dùng bí tích đặc biệt mà làm cho các con nên phong phú và vững mạnh, để các con mãi mãi chung thủy với nhau và đảm nhận những trách nhiệm khác nhau của hôn nhân như chính người đã dùng bí tích thánh tẩy mà thánh hiến các con. Bởi vậy trước mặt hội thánh, cha hỏi các con về ý định của các con. Anh Remy Cormier và chị Teresa Đoàn Thị Uyên, anh chị đến đây để kết hôn với nhau, anh chị có bị ép buộc không? Thôi không. Thưa không ạ. Các anh chị có hoàn toàn tự ý và tự do không? Thôi có. Thưa có ạ. Nhân, anh chị có sẵn sàng yêu thương và tôn trọng nhau suốt đời không? Thưa có. Thưa có ạ. Các anh chị có sẵn sàng yêu thương và đón nhận con cái Chúa sẽ ban và giáo dục chúng theo luật Đức Kitô và Hội Thánh không? Thưa có. Thưa có ạ. Vậy bởi vì các anh chị đã quyết định thiết lập một giao ước hôn nhân thánh thiện, anh chị hãy nắm tay nhau và nói lên sự ưng thuận của anh chị trước mặt Thiên Chúa và Hội Thánh. Anh vẫn đi câu gì? Nhà em Teresa Đoàn Thị Uyên làm vợ và hứa sẽ giữ lòng trung thủy với em khi chinh phục cũng như lúc gian nan, khi ôm đau cũng như lúc mạnh khỏe, để yêu thương và tôn trọng em mọi ngày suốt đời anh. Em Teresa Đoàn Thị Uyên nhà anh Rene Coria làm chồng và hứa sẽ giữ lòng trung thủy với anh khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi ốm đau cũng như lúc mạnh khỏe, để yêu thương và tôn trọng em mọi ngày và tôn trọng anh mọi ngày suốt đời em. Chúa tỏ lòng nhân hậu chuẩn y sự ưng thuận anh chị vừa tỏ bày trước mặt hội thánh và xin Thiên Chúa tuôn đổ phúc lành của Ngài trên anh chị. Sự gì Thiên Chúa kết hợp loài người không được phân ly, nào ta chúc tụng Chúa, ta ơn Chúa. Cái này mà anh chị sắp trao cho nhau làm dấu chỉ tình yêu và lòng chung thủy. Teresa Đoàn Thị Uyên, em hãy nhận trách nhiệm này để làm bóng chung tình yêu và làm chung tác của anh, nhân dân xa, bà con và thái thân. Tê Corrier, anh hãy nhận lấy chiếc nhẫn này để làm bằng trái tình yêu và lòng trung thành của em, nhân danh cha và con và thánh thần. Xin lỗi chúng ta cùng một tràng pháo tay. Thank you.
Anh chị em hãy cầu nguyện để hy lễ của tôi cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận. Xin Chúa nhận nghi lễ bởi tay cha để ta cùng tôn vinh danh Chúa và miêu ích cho chúng ta cùng làm lễ hội thánh người. Lạy Chúa, chúng con này xin Chúa chấp nhận của lễ chúng con dâng để cầu cho lễ luật thánh thiện của hôn nhân. Và xin Chúa tận tình chăm sóc công cuộc, chính Chúa đã khôn ngoan xếp đặt. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Chúa ở cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Hãy nâng tâm hồn lên. Chúng con đang hướng về Chúa. Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. Thật là chính đáng. Lạy Chúa là Cha chí thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc, thật là chính đáng phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Chúa đã dùng ách hòa thuận êm ái và mối dây bình an không thể tháo gỡ mà ràng buộc giao ước hôn nhân để sự phong phú trong trắng của đời sống vợ chồng, làm gia tăng số các nghĩa từ Chúa. Lạy Chúa, do sự quan phòng và nhờ ân sủng bằng những cách thức hết sức kỳ diệu, Chúa định lề lối cho cả hai đều hai điều này là cho muôn vật được sinh sản để điên điểm tô thế giới và cho con người được tái sinh để làm cho hội thánh thêm đông số nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Nhờ người cùng với các thiên thần và toàn thể các thánh, chúng con hát bài ca chúc tụng Chúa và không ngừng tung hô rằng Chị Teresa Đoàn Thị Uyến mà Chúa đã dẫn đưa tới ngày thành hôn,
Nhờ ơn Chúa, xin anh cho anh chị được bền vững trong tình yêu thương nhau và được sống bình an. Xin Chúa cũng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng kính thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thảy được vào hưởng ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con lại xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa, Thánh Giuse bản trăm năm Đức Trinh Nữ, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại, và cùng với các ngài chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Chính nhờ Người, với Người và trong Người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa, là Cha toàn năng trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời. Vâng lệnh Chúa cứu thế và theo thế đức Người dạy, chúng ta dám nguyện rằng: trên các tôi tớ Chúa vừa kết hôn trong Đức Kitô, xin cho những người Chúa vừa liên kết bằng giao ước thánh, bằng bí tích mình và máu Chúa Kitô được hòa thuận thương yêu nhau. Cho người nam một trợ tá bất khả phân ly là người nữ, để họ không còn là ai mà là một xương một thịt, và dạy rằng không bao giờ được phân ly điều Chúa đang muốn thiết lập cho nên một. Lạy Chúa, Chúa đã dùng mầu nhiệm cao cả và thánh hiến sự phối hợp vợ chồng để trong giao ước hôn nhân, Chúa báo trước bí tích của Đức Kitô và Hội Thánh. Lạy Chúa, nhờ Chúa người nữ được kết hợp với người nam và Chúa ban cho xã hội Chúa thiết lập bước khởi đầu này được hưởng hạnh phúc và phúc lành duy nhất đã không bị hình phạt do tội nguyên tổ lẫn bản án đại hồng thủy lấy đi. Xin thương nhìn đến các tôi tớ Chúa đây đã kết hợp với nhau làm thành cộng đoàn phu thê, đang cầu mong được hưởng phúc lành của Chúa. Xin đổ ơn Chúa Thánh Thần xuống trên các tôi tớ Chúa, để nhờ có tình yêu Chúa chan hòa trong tâm hồn, các tôi tớ Chúa mãi mãi chung thủy với nhau trong giao ước hôn nhân. Xin cho nữ tỳ Chúa là chị Teresa Đoàn Thị Uyến được ơn biết sống yêu thương hòa thuận, luôn noi gương các thánh nữ được tán dương trong kinh thánh. Xin cho người chồng thật lòng tin tưởng vợ mình, nhìn nhận nàng là người bạn bình đẳng, đồng hưởng ơn sự sống, biết kính trọng nàng cách xứng đáng và luôn yêu thương nàng bằng chính tình yêu Đức Kitô yêu thương Hội Thánh. Vậy giờ đây, lạy Chúa, chúng con đài xin Chúa cho các tôi tớ Chúa đây được kiên trì gắn bó với đức tin và các huấn lệnh của Chúa, và khi biết chung thủy kết hợp với nhau, họ nêu gương đời sống vẹn toàn, để khi được sức mạnh tin mừng củng cố, họ sẽ nên nhân chứng tốt lành của Chúa Kitô trước mặt mọi người. Xin cho họ sinh con và trở nên cha mẹ nhân đức, cả hai được nhìn thấy con cái chóng chắc, và sau cùng khi đạt tới tuổi già mong ước, họ được về nước trời hưởng cuộc sống của những người được chúc phúc. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em và cùng gia. Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau. Amen.
Chúa nhờ quyền lực của hy lễ này, xin Chúa lấy lòng yêu ái thánh thiện theo dõi những định chế Chúa đã ban phòng thiết lập, để những người Chúa đã cho liên kết thành một cộng đoàn thánh thiện và được bồi dưỡng bằng và củng cố một bánh cùng một chén, cũng được Chúa làm cho nên tâm đầu ý hiệp trong một tình yêu. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Xin thay lời cho gia đình ông bà chú, con xin cảm ơn quý cha quý thầy đã hiện diện trong ngôi thánh đường hôm nay để cầu nguyện và chúc lành cho đôi tân hôn. Xin cảm ơn quý ban hành giáo, quý ông bà và toàn thể cộng đoàn. Hôm nay giáo xứ chúng ta niềm vui lớn lao có thêm một gia đình bước vào đời sống hôn nhân gia đình. Chúng con xin quý cha và cộng đoàn tiếp tục cầu nguyện yêu thương để đôi bạn trẻ mãi mãi cố gắng sống chung toàn với giáo huấn của Chúa, chung tín và biết yêu thương nhau. Và để nói lên sự vui mừng hôm nay, cho nên chúng ta cùng có một tràng tay thật toàn ra để chúc mừng. Chúa ở cùng anh chị em và cùng cha. Xin Thiên Chúa là Cha hằng hữu gìn giữ các anh chị hòa thuận thương yêu nhau, để bình an của Đức Kitô ở cùng anh chị và mãi mãi lưu lại trong nhà anh chị. Amen. Xin cho anh chị được hưởng phúc lành nơi con cái, được bạn bè nâng đỡ và thực sự hòa hợp với mọi người. Amen. Xin cho anh chị nên nhân chứng tình yêu của Thiên Chúa nơi thế gian, để những người đau khổ đói nghèo nhìn thấy anh chị nhân hậu, ngày kia sẽ biết ơn mà đón tiếp anh chị vào lâu đài vĩnh cửu của Chúa. Amen. Và xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho tất cả anh chị em đang hiện diện nơi đây. Amen. Lễ xong chúc anh chị em đi bình an. Dịu dàng mình chỉ cần nhau thôi em.
I am always by
hòa đặt ly xuống bàn và đón nhận món quà đến từ người mẹ thân sinh ra cô dâu xinh đẹp. Vâng ạ. Sức khỏe trong cuộc sống để cô vun đắp cho hai con nào. Vâng ạ, lúc này thì xin mời hai bác cũng như là cô dâu chú rể cùng lưu lại một chút để cùng lưu lại cái tấm hình hạnh phúc nhất trong ngày vui hạnh phúc đi ạ. Em thấy rất là vui ạ. Lấy được chồng, cuối cùng thì em lấy được chồng ạ. Và quý vị ơi, ngày hôm nay cô dâu của chú rể chúng tôi mùa đông này chắc chắn không phải rét nữa rồi quý vị ơi. Vâng ạ, nổ trong tay thật lớn để chúc mừng cô dâu chú rể ạ. Và ngày hôm nay thì cô dâu chú rể thì thầm nhau rằng: anh yêu em cao hơn cả núi, dài hơn cả sông, rộng đất hơn cả đất, xanh hơn cả trời. Mà anh yêu em thì đời đời ạ, có phải không ạ? Vâng, đúng một lời thề bằng cử chỉ đó chính là một nụ hôn. Và lúc này thì xin mời cô dâu rể quay mặt với nhau đi ạ. Vâng ạ, quay mặt với nhau ạ. Vâng ạ, quay mặt với nhau ạ. Quý vị ơi, thấy cô dâu chú rể của chúng tôi quá chuyên nghiệp phải không ạ? Vâng ạ. Và nụ hôn của cô dâu chú rể của chúng tôi. Quý vị ơi, ngày hôm nay nếu như mà là trận thủ môn đá bóng chắc chắn là cô dâu rể thì phạt phải quý vị. Vì thủ môn chưa tiếp còi mà đã như này rồi, chắc chắn bị phạt không ạ? Vâng ạ. Quay mặt nhau lần nữa đi ạ. Vâng ạ. Và nụ hôn của cô dâu chú rể của chúng tôi giờ đây kéo dài 1 phút 30 giây. Nụ hôn giờ đây xin được chính thức bắt đầu. Vâng ạ, khi ta vừa chứng kiến cô dâu chú rể của chúng tôi là một đôi trai tài gái sắc và họ đã dành cho nhau tình cảm vô cùng trong ngày vui phúc, có phải không ạ? Vâng, lúc này thì ban tổ chức chào kính mời cô dâu chú rể cùng ly rượu đồng xuống dãy bàn để có lời cảm ơn tới tận quan khách ạ. Xin mời. You
nào em còn trách anh sao không tỏ tình, mà giờ đây em đeo trên ngón tay một lời yêu đắm say. Ngày cưới của anh và em có bao người tới đây chúc cho chúng ta hạnh phúc suốt đời. Mới hôm nào anh còn trách em mình không có tương lai, mà giờ đây giây phút bắt đầu cho những ngày mai. Ngày cưới của anh và em vẫn mong chờ, có hoa đính trên áo anh dưới mây trời thiên thanh. Ngày cưới là khi ta từ xa những giận hờn vu vơ, khi tình yêu đã lớn đã không còn ngây thơ, và ta biết đó những kỷ niệm mộng mơ. Ngày cưới người ta nguyện ước chung một tương lai, người ta mong ước riêng dành cho ai, người ta sẽ về bên nhau mãi mãi. Ngày cưới để đôi ta hạnh phúc, trái tim ta mừng vui, phút nguyện thề đắm đuối với chàng sao trên trời, thề tình yêu sáng trang câu chuyện đời sáng trang. Ngày cưới để ta sang ngắm xem đời còn thanh thang, để ta vun đắp mọi tình trong sáng, ta không quên mang tình theo năm tháng. Khi ta từ xa.